Em mới thu mua tiếp tục mẫu mẫu xe nè, mẫu xe dây, cấp đổi mẫu này qua lấy mẫu crew bên Trần Anh nha. Đó, cấp đổi hôm nay dây, dây đẹp. Nói chung ta mua về người ta cũng bảo dưỡng xe nó ok lắm. Anh chị coi là từ cái phần mặt ca lăng trước nè, đó, mẹ toàn bộ chrome, hai cụm đèn trước là đẹp hết rồi. 204 49A 27373 nha. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023, vừa mới đăng kiểm rồi. Sơn xe bên ngoài đẹp, nói chung không tì vết đâu. Chủ nhà lên mâm như gọi là bốn vỏ tương đối là khá mới, 70% xanh vỏ dưa nha bà con cô bác nha. Giá rẻ hơn 100, xe này rửa nước là đẹp lắm nè. Anh chị thấy đời 24 mà 7 chỗ ngồi mà bộ ghế nỉ nó mới tin. Nó nỉ rim cho xe, mẫu này đi ít nha. Mẫu này mẫu xe đi ít. Đó, ít tiền che nắng che mưa cho bà con cô bác là ở đây. Anh chị thấy sạch sẽ không? Khá là sạch sẽ nha. À, mẫu đi ít nè. Bốn cánh cửa tắp bi là chỉnh điện hết toàn bộ, được cái keo rim, keo liền lạc 100%, không cấn không lỗi bất cứ khoản nào trên chiếc xe nè. Anh chị coi nè, đẹp không? Keo là keo rim hết toàn tập nha. Tắp lô tắp bi đẹp, sạch sẽ toàn bộ, là nỉ hết toàn bộ nè. Anh chị có phần nỉ nó mới tinh luôn nè. Đó, 7 chỗ ngồi thôi. Bà con mua về chở gia đình đi chơi hơn 100, tìm đâu ra được cái xe 7 chỗ, đúng không? Giờ mấy cái xe 5 chỗ bên em là bán từ giá 100 mấy đến 200 mấy đổ lên rồi. Giá này là giá sinh viên. Cho những cô chú anh chị nào đam mê về cái mẫu này thì alo cho Trần Anh. Máy rồi, máy ngon lắm. Máy nè, lắc nhẹ chìa khóa nổ máy được cô chú anh chị ạ. Anh chị thấy máy không? Nó nhồi 6.000 vòng bình thường. Trang bị cam hành trình của bóp, màn hình của bóp, số máy là bao ok luôn nha. Máy lạnh mở phải có lạnh nè, AC kích hoạt nè, mở phải có lạnh nè. Trải nghiệm tiếp tục vô phần máy cùng với Trần Anh nè. Trang bị lóc khóa mở cửa luôn, bốn cánh chính điện hết nha cô chú anh chị. Cái xe đẹp em mua về em bán phục vụ cho những cô chú và con chị đủ ít tiền thôi. Mua về xe nắng xe mưa, chiều quay lại nha. Rồi lên xe về nè. Đây là anh chủ xe đây, anh đang đứng yêu quyền á. Xe này máy em á, máy ok á, mở nó có bô là hưởng ok không? Máy xe này về mình có bảo dưỡng gì không? Bữa đầu giờ làm không đúng, mới đi kiểm, mình đang kiểm á. Được cái xe này nó liền cô chú anh chị nha. Dây tôi em nói với anh chị không lỗi luôn, không cứng không lỗi luôn. Trước là rim hết, hai bên đẹp nhau là keo nè, keo rim toàn tập 100% nè, lắp cabo rim là không cứng không lỗi. Đó, anh chủ xe đây, anh cấp độ crew bên Trần Anh rồi. Bà con có mấy người đam mê mẫu này thì alo cho em. 204 mặt nắp cò chưa mở luôn, ghê không? Mặt nắp cò chưa mở, số em này khỏi coi, số này rim đét rồi. Về nhá, ok. Ở chiều anh xuống anh giao cái xe này cho Trần Anh nè. Trần Anh đổi mẫu crew này cho ảnh. Crew là 2012 mà Trần Anh nói với bà con đây. Đó, bà con xe đẹp, bà con cứ chậm tay chậm chân là mất xe thôi. Vậy thôi. Bây giờ cô chú anh chị mua một cái mẫu xe mà xe đẹp á, tìm đâu ra. Người ta bán cho mấy cô chú anh chị xe dập dập không rẻ hơn 50 triệu, bà con cứ mua về rồi bà con tốn tiền, bà con dọn, bà con sửa và nhìn cũng chả ra hồn. Đó, xe đẹp bán nhanh nha, kết thúc rồi cô bà con. Đam mê mẫu nào thì alo cho em nha. Em khép lại chương trình tại thế này thôi. Trần Anh, see you and goodbye.